nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu, khách quý, các câu lạc bộ cùng các anh chị và toàn thể các bạn đã đến dự buổi giao lưu khiêu vũ 2 năm thành lập câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao Bắc Ninh hôm nay. Thưa toàn thể các quý vị, câu lạc bộ khiêu vũ Tâm Giao trước đây là nhóm khiêu vũ Tâm Giao, được thành lập ngày 5 tháng 3 năm 2020, đến nay đã được hơn 2 năm. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid cho nên cho đến ngày hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2022, được sự đồng ý của ban đại diện người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao long trọng tổ chức kỷ niệm 2 năm thành lập câu lạc bộ. Thay mặt ban tổ chức và những người làm chương trình, chúng tôi xin được gửi đến các quý vị khách quý lời cảm ơn trân trọng nhất. Chúc buổi giao lưu khiêu vũ mừng sinh nhật kỷ niệm 2 năm thành lập câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Các bạn thân mến, từ những ngày đầu Tâm Giao thành lập đã trải qua bao nhiêu những ngày tháng khó khăn đầy thử thách, nhưng cùng với niềm đam mê khiêu vũ và với tinh thần đoàn kết đầy trách nhiệm, và đặc biệt là được sự quan tâm giúp đỡ của ban đại diện người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, và bên cạnh đó là sự chia sẻ, là lời động viên của các câu lạc bộ bạn, đến nay từ nhóm khiêu vũ Tâm Giao đã phát triển thành câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao trực thuộc Nhà văn hóa người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. Chủ nhiệm câu lạc bộ anh Vũ Bá Rồng hiện nay đang là trưởng ban đại diện người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ anh Nguyễn Hữu Tạo và cùng hơn 20 thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao Bắc Ninh. Thưa toàn thể các quý vị, cùng với xu thế phát triển phong trào khiêu vũ nói chung của toàn tỉnh, câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao cũng đang trên đà phát triển vững vàng, tự tin tham gia nhiều các sự kiện quan trọng của tỉnh cũng như của thành phố và của các câu lạc bộ bạn. Với những bài biểu diễn trẻ trung, sôi động, với những làn điệu, vũ điệu mượt mà, lãng mạn đã để lại ấn tượng rất nhiều tình cảm đẹp trong lòng mọi người. Có được như vậy là nhờ sự nỗ lực phấn đấu, là niềm đam mê của mỗi thành viên trong câu lạc bộ khiêu vũ chúng tôi. Bên cạnh đó là sự sát sao, nhiệt tình hướng dẫn về mặt chuyên môn của các thầy giáo, của các huấn luyện viên như thầy giáo Nguyễn Ngọc Thạch, thầy giáo Hoàng Việt. Xin được một tràng pháo tay cổ vũ của các vị ạ. Và ngay bây giờ chúng tôi xin phép mời ban chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao cùng huấn luyện viên Ngọc Thạch và mời tất cả các hội viên của câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao lên bục danh dự để ra mắt các quý vị đại biểu ngày hôm nay để chụp ảnh lưu niệm. Xin mời các quý vị. Xin mời câu lạc bộ khiêu vũ Tâm Giao, xin mời thầy giáo Ngọc Thạch. Và xin mời ban chủ nhiệm của câu lạc bộ Tâm Giao. Chương trình làm việc, ban tổ chức chúng tôi cũng xin được thông báo ạ, để đảm bảo chất lượng của sàn diễn và giao lưu về mặt hình thức cũng như về nội dung, thì câu lạc bộ, ban tổ chức chúng tôi mời các quý vị khách quý, các câu lạc bộ và các bạn cùng uống nước, giao lưu và biểu diễn tại sàn bên trong nhà văn hóa. Giữa buổi sẽ có giải lao 30 phút, để lúc đó thì xin mời tất cả các bạn và mọi người sẽ di chuyển
ra bên ngoài sảnh dự tiệc ngọt, hoa quả, bánh kẹo, rượu, bia và để gặp gỡ giao lưu mừng sinh nhật kỷ niệm 2 năm thành lập câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng thông báo và sau đó là chúng ta lại quay lại trong sàn để tiếp tục chương trình. Ban tổ chức chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Chương trình làm việc gồm các phần sau đây: 1. Tuyên bố lý do. 2. Tóm tắt quá trình hình thành và hoạt động của câu lạc bộ Tâm Giao. 3. Câu lạc bộ Tâm Giao ra mắt. 4. Giới thiệu đại biểu khách mời. 5. Đại diện của các đoàn, các câu lạc bộ lên chụp ảnh lưu niệm. 6. Phát biểu khai mạc của chủ nhiệm câu lạc bộ Tâm Giao. 7. Là chương trình giao lưu biểu diễn. Thưa toàn thể các bạn, đến dự buổi giao lưu hôm nay, câu lạc bộ Tâm Giao hân hoan chào đón các quý vị đại biểu, khách quý, các đoàn của các câu lạc bộ, các anh, các chị và các bạn. Xin được cảm ơn và trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Queen, câu lạc bộ Dancing Queen Lạng Sơn. Xin một tràng pháo tay ạ. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Sông Thương thành phố Bắc Giang. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Người Cao Tuổi thành phố Từ Sơn. Vâng ạ. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Lý Thái Tổ Bắc Ninh. Trân trọng giới thiệu câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Ánh Hồng Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Lam Bát Đàm Bắc Ninh ạ. Xin giới thiệu câu lạc bộ thị trấn Lim Tiên Du. Xin trân trọng cảm ơn. Xin giới thiệu câu lạc bộ Châu Khê Từ Sơn. Xin giới thiệu câu lạc bộ Đẹp Pri Bắc Ninh. Và có các anh, các chị, các bạn yêu quý Tâm Giao hôm nay cũng đến dự vui chung cùng câu lạc bộ chúng tôi. Chúng đem giao lưu hôm nay, xin một tràng pháo tay của các bạn để cổ vũ và đón chào tất cả các câu lạc bộ của chúng ta hôm nay ạ. Thưa các quý vị, câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao của chúng tôi hôm nay niềm vui được nhân lên gấp đôi vì chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón đoàn đại biểu là những huấn luyện viên đã luôn luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ và huấn luyện chúng tôi để có được Tâm Giao như ngày hôm nay. Xin cảm ơn và trân trọng giới thiệu huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thạch. Và xin trân trọng cảm ơn thầy giáo huấn luyện viên Hoàng Việt. Thầy giáo huấn luyện viên Hoàng Việt hôm nay đã đến dự và trao gửi quà cho câu lạc bộ và sau đó thầy có một chương trình đi tập huấn tại Hà Nội. Vừa rồi là thầy đã đến rồi, chúng tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn thầy giáo Hoàng Việt. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng rất vinh dự được đón hai huấn luyện viên quốc gia bộ môn khiêu vũ thể thao, đó là cô giáo Thu Thủy và thầy giáo Đặng Việt. Xin cảm ơn hai thầy cô giáo ạ. Vâng. Một lần nữa, chúng tôi xin nhiệt liệt chào đón và trân trọng cảm ơn tất cả các vị khách quý, các anh, các chị và toàn thể các bạn đã dành tình cảm cho Tâm Giao ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu về dự với lễ kỷ với kỷ niệm 2 năm ngày thành lập câu lạc bộ có câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Đồng Kỵ Từ Sơn. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây chúng tôi sẽ xin mời các đoàn lên chụp ảnh lưu niệm. Trước tiên chúng tôi xin mời các huấn luyện viên lên chụp ảnh lưu niệm cùng với ban chủ nhiệm của câu lạc bộ ạ. Xin mời các vị đại biểu, các huấn luyện viên lên chụp ảnh cùng với lại ban chủ nhiệm của câu lạc bộ. Xin mời ba câu lạc bộ và xin mời các đại biểu của đoàn huấn luyện viên ạ. Xin mời cô Thu Thủy, xin mời cô thầy Đặng Việt và xin mời thầy Ngọc Thạch.
Vâng. Xin mời ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn các huấn luyện viên và đoàn đại biểu. Vâng. Mời luôn chủ nhiệm tất cả các lên. Mời chủ nhiệm tất cả các câu bộ lên. Vâng ạ. Vâng ạ, theo mà bên ban tổ chức thì chúng tôi cũng trân trọng mời các chủ nhiệm đại diện của các câu lạc bộ lên chụp ảnh lưu niệm cùng với lại ban chủ nhiệm của câu lạc bộ Tâm Giao ạ. Xin mời ạ. Xin mời đại diện của các câu lạc bộ ạ. Xin mời chủ nhiệm của các câu lạc bộ lên chụp ảnh lưu niệm cùng với lại bên Tâm Giao của câu lạc bộ chủ nhà chúng tôi ạ. Cô Trang An, mời cô ạ. Xin mời bên Lamada, mời các anh chị lên ạ. Mời các thầy các cô giáo lên ạ. Em vâng ạ, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các vị ạ. Sau đó thì Bây giờ dành cho hoa xong. Sau đây chúng tôi xin mời chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Tâm Giao lên phát biểu khai mạc. Mời anh Vũ Bá Rồng. Xin trân trọng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa ban chủ nhiệm, các anh các chị vũ công, các câu lạc bộ đến dự buổi giao lưu hôm nay thân mến. Thay mặt cho ban chủ nhiệm và các anh chị vũ công của câu lạc bộ khiêu vũ Tâm Giao Bắc Ninh, xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các anh các chị ở các câu lạc bộ đã đến dự buổi giao lưu khiêu vũ tối hôm nay, và kính chúc tất cả các vị đại biểu khách quý, tất cả các anh các chị trong các câu lạc bộ mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc cho cái buổi giao lưu tối hôm nay sẽ thành công tốt đẹp và để lại thật nhiều những kỷ niệm đáng nhớ trong mỗi chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn. Và sau đây tôi xin tuyên bố đêm giao lưu khiêu vũ chào mừng 2 năm thành lập câu lạc bộ khiêu vũ Tâm Giao tỉnh Bắc Ninh xin được bắt đầu. Sau tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của câu lạc bộ Queen Lạng Sơn lên tặng hoa chúc mừng sinh nhật lần sinh nhật 2 năm thành lập câu lạc bộ Tâm Giao. Xin mời. Thank you.
trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Sông Thương lên chúc mừng. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin đồng kính mời câu lạc bộ Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh. Xin trân trọng kính mời câu lạc bộ Anh Hồng. Vâng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Từ Sơn lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Lý Thái Tổ. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Cộng đồng Kinh Bắc lên chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Đồng Kỵ, câu lạc bộ Châu Khê. Và xin trân trọng kính mời câu lạc bộ Đẹp Paris. Thật là tuyệt vời, xin đề nghị tất cả cùng nồi một trang phát tay thật nồng nhiệt chúc mừng ạ. Trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Anh Hồng lên tặng hoa chúc mừng ạ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời câu lạc bộ Lambada Bắc Ninh. Xin mời quý vị cùng nổi một tràng pháo tay chúc mừng ạ.